lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy những cái lồng đèn nó đẹp như thế này, màu sắc rất là rực rỡ. Đến đây thì thấy là rất là nó rất là phù hợp với các em bé. Cũng như cô được già rồi cô vẫn thích. Thứ hết là em cảm thấy ở đây rất là đông vui và náo nhiệt. Ở xung quanh thì rất là đẹp, có nhiều cảnh để mình chụp hình check in nè. Em ấn tượng với lại cái kiểu cao nhất ở đây. Tại vì xung quanh nó có rất là nhiều đèn và nó cao cho nên nó gây ấn tượng đối với em. Mình cũng đã từng được tham gia nhiều lễ ánh sáng nhưng mà thật ở đây cũng là một cái phá cách lạ so với mọi năm. Hòa chung vào cái không khí ngày Trung thu sắp đến thì rõ ràng hôm nay rất là háo hức và tưng bừng. Hòa đi vào cái lễ hội đầy màu sắc và ánh sáng như hôm nay thật sự là rất là vui khi mà dẫn gia đình được đến đây.